cho Phát Hiến Nam Bon xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình quay chia sẻ xưởng lên một con máy xe tay đặt đầu máy D các bạn. Máy D Trung Quốc Giang Đông. Giờ con máy xe tay đã sơn xong các bạn ơi. Sơn là sơn phết rồi gắn bông sới. Cộng đựng chìa khóa và dây nước, dây ben nhớt là đi đủ hết nè. Quá đẹp, mã này quá bốc luôn. Mở chốc. Đây là cái ghế ngồi của tài xế nha. Kẹo qua cho chống đường. Thêm bông này bông mét tư mà thêm cái đầu nối nữa nè, đầu nối nằm đây. Đẩy mạnh vô.
tour các bạn ơi, hoàn chỉnh rồi đó. Bây giờ nổ máy kiểm tra chạy hoàn chỉnh trước khi giao nha. Chỗ lên xe giao các bạn, giao máy cho khách không? Bỏ cậu tới. Rồi vậy là đã xong rồi, cho khí 5 bon xin kết thúc buổi đầu rồi.